Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã quay lại với nhà vườn Trang Nhất. Hôm nay nhà vườn Trang Nhất giới thiệu cho các bạn đến một loại giống cau, đó chính là cau tứ quý trái dài. Hiện tại thì bầu đã ổn định cây rất là khỏe và sẵn sàng để ra ruộng gieo trồng. Hiện tại thì cây cau này cũng cao khoảng 15 đến 20 cm rồi. Đấy, cây rất là khỏe, thế nên là mọi người có thể yên tâm. Ở đây thì cây cao tứ quý này thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Đặc tính của nó là cho quả 4 mùa và tập trung thì chín vào dịp Tết âm lịch, thế nên là giá thành cao rất là cao ở trên thị trường. Và quả cao tứ quý trái dài này thì có màu xanh bóng, quả thuôn dài và đều. Tỷ lệ đậu quả của các loại cao tứ quý này thì rất là cao. Mỗi buồng có thể đạt được đến là 200 đến 300 quả. Cây cao tứ quý có tuổi thọ canh tác trên 20 năm. Đó. Ở đây thì nhà vườn Trang Nhất đang có số ruộng rất là lớn. Ai quan tâm đến giống cau tứ quý này thì liên hệ trực tiếp qua các số điện thoại trên bài đăng để được hỗ trợ và tư vấn với cái giá hợp lý. Khi các bạn mua càng cao thì giá sẽ càng thấp. Đấy, dao động là từ 14.000 đến 20.000 trên một cây. Đấy, tùy theo số lượng của các bạn mua, sỉ lẻ đều có. Đó, thì các bạn muốn đến trực tiếp tại vườn thì cũng được. Địa chỉ đó chính là ở khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay nhà vườn Trang Nhất xin làm một video ngắn để giới thiệu với các bạn về giống cau này. Thì sẽ hẹn các bạn một video tiếp theo có thể giới thiệu cho các bạn về nhiều loại cây khác. Xin chào và hẹn gặp lại.